Ok, em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip hôm nay thì em giới thiệu với anh em mình là một số phân tầng nha anh em nha. Nó bên đây là những cái bộ phân tầng 3 đường tiến anh em ha. Những cái bộ phân tầng 3 đường tiến nó khá là gấu nha anh em. Đó, những bộ này thì toàn là những cái bộ to thôi ha, những bộ lớn thôi. Đó. Thì đây có một bộ cái cell nó rất là to nè anh em. Đó, và đây là nó có 4 vi tinh chỉnh ha. Thì những bộ phân tầng 3 đường tiến này thì nó đều có 4 vi tinh chỉnh hết nha anh em nha. Đó, có tinh chỉnh cho dãy trung và dãy chép ha. Anh em mình có thể chỉnh lớn nhỏ theo ý thích của mình với cái nấm chỉnh này nha. Đó. Thì đây là em có mấy bộ nha, có 4 bộ lớn này ha. Đó. Và đây thì em sẽ có một cái bộ phân tầng của Đức ha. Bộ này thì đánh bát chép nha anh em. Bộ này anh em mình đánh bát 25 30 gì cũng được ha. Đó. Và đây thì em có 4 bộ phân tầng anh em nha, 4 bộ phân tầng. 1 bộ ha, 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ là tổng cộng là 8 mạch nha. Đó. 8 mạch này thì em bán giá là 1 triệu đồng nha anh em nha. 8 mạch này thì giá là 1 triệu ha. Em không có bán lẻ nha, tại mấy cái hàng này em không có bán nha. Đây thì em có 4 bộ nè ha, 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ là 8 mạch này nha anh em nha. 8 mạch này là em bán giá 1 triệu đồng ha, là bán hết luôn nha. Đó. Hai cái bộ đó không phải nha anh em. Đó, mấy cái bộ này nè. Mấy bộ xanh lá này nè nha. Đó. Đây. Phân tầng này bát chép nha anh em nha. Đó, đây là ga tín hiệu nè ha. Đó, đây nó có để nè, L nè ha. Đó. Đây là H1, H2 nè. Và tín hiệu in là ở đây nè ha. Đó. Đây. Rồi. Giá cho 8 mạch này nha anh em nha. Giá cho 8 mạch này là 1 triệu nha. Đó. Đây, tính ra là một bộ vậy là 250 anh em ha. Đó. Anh em nào mà về chế cháo gì thì lấy nha. Máy này là em không xé lẻ nha anh em. Và hàng này là hàng Trung Quốc nha. Hàng này là hàng Trung Quốc, không phải hàng xịn nha anh em. 4 bộ này giá 1 triệu là hàng Trung Quốc ha. Đó, thì em báo rõ luôn. Anh em mua cái này thì đừng cầu mong là hàng xịn nha. Này là hàng Trung Quốc thôi ha. Rồi, nguyên đóng này giá là 1 triệu ha. Em không xé lẻ nha anh em. Tại mấy hàng này em không có bán ha. Và bộ phân tầng của Đức nha anh em nha. Bộ phân tầng của Đức. Bộ phân tầng này là bộ phân tầng Heco của Đức anh em nha. Nó sale màu hồng ha. Nó tụ và trở đây. Thì bộ này thì đánh cho một bát ha. Một bát và một chép. Đó. Thì anh em mình đánh cho bát 25, 30 gì cũng được ha. Đó, anh em mình sử dụng cây nghe nhạc và karaoke đều được nha anh em. Đó, nghe nhạc và karaoke đều được. Thì bên đây nó có mẻ mấy cái gốc nè ha. Mấy cái gốc này chỉ là mấy cái gốc bắt ốc thôi anh em, nó không có mạch nha, cho nên là hoàn toàn không ảnh hưởng gì về chất âm nha anh em. Nó không ảnh hưởng gì về chất âm hết ha. Thì bộ phân tầng của Đức này giá là 1,3 triệu nha. Bộ này giá là 1,3 triệu nha anh em nha. Đó, bộ này là hàng xịn ha. Và mấy bộ bên đây thì cũng là hàng xịn luôn nha. Đó. Rồi, để em quay trước cái bộ này cái đi nha anh em. Bộ này thì nó cũng sẽ có hai cái tinh chỉnh một bên ha, và hai cái tinh chỉnh này là cũng một bên đây ha. Là tổng cộng là bộ này là nó 4 tinh chỉnh nha, 4 tinh chỉnh ha. Đó. Chiếc áp nha anh em. Đây. Và đây là bo mạch của em nói nha. Đó, bo mạch của em nói đây. Nguyên một đống tụ luôn em à, toàn là tụ xịn thôi nha. Đó. Đây. Nguyên một cục này luôn. Quá trời tụ luôn em nha. Sale đây nè ha. Đó, đây có sale nè. Sale đồng này ha. Trở nè, và sale biến thế nữa nha anh em nha. Đó, có sale cuộn tròn này ha và sale biến thế nữa nha. Bộ này thì cực kỳ khỏe luôn nha anh em. Này là những cái thân tầng hàng bãi xịn em tháo ra nha. Trên cái mặt nó hình như là nó giống như mấy cái kim tuyến nha anh em. Do cái bông tiêu âm của nó rớt ra anh em. Nó cái bông tiêu âm nó có sợi thủy tinh á. Thì cái bông tiêu âm của nó rớt ra. Anh em mình nhìn giống như kim tuyến vậy đó nha. Đó, nhưng mà cái đó là những cái sợi thủy tinh trên bông tiêu âm nó rớt xuống nó dính á. Seal và tụ rất là nhiều nha anh em nha. Seal và tụ rất là nhiều. Thì ở đây nè ha. Ở đây thì nó sẽ có hai con tụ nó khác màu nè. Thì nguyên riêng hãng thiết kế như vậy nha anh em nha. Nguyên riêng là hãng thiết kế như vậy chứ không phải là thay thế nha. Nên này, những cái keo nè. Những cái keo của hãng đổ là còn nguyên si luôn nè. Chưa đụng tới luôn nha anh em nha. Chưa đụng tới luôn nè. Đó anh em thấy không? Keo là keo nguyên si luôn ha. Đó. Đây. Nó chỉ khác về cái bọc vỏ ngoài thôi anh em à. Chỉ khác về cái bọc vỏ ngoài thôi nha. Còn cái tụ bên trong thì nó vẫn như nhau thôi nha anh em. Cái tụ bên trong thì vẫn giống nhau thôi. Nó chỉ khác cái màu vỏ thôi nha. Nó thì hãng thiết kế như vậy nha anh em nha, không phải thay thế hay sửa chữa gì đâu nha. Nó những cái keo hãng đổ là còn nguyên si luôn nè. Nói chung là chỉ khác cái màu thôi anh em nha, chỉ khác cái màu cái lớp ly lông ở ngoài ấy ha. Còn tụ này bên trong là tụ nhôm nha, tụ nhôm thì hãng có bọc một cái hãng tụ người ta bọc một cái lớp vỏ bằng ly lông ở ngoài, là cái này là vỏ màu xanh, còn cái này là màu xám nha. Thì cái thương hiệu cũng là thương hiệu Elna luôn nha. Nó tụ Elna hết nha anh em. Thì cũng chung tụ Elna và giống nhau hoàn toàn ha. Nói chung là chất âm giống nhau, không khác gì nha anh em. Đó, nhưng mà hãng thiết kế như vậy nha. Nè, keo chỉ là nguyên si hết nè ha, chưa có bị hở keo luôn nha anh em. Nó keo là còn liền lạc, chưa bị hở luôn nha. Là nguyên riêng hãng thiết kế như vậy ha, nguyên riêng hãng thiết kế như vậy. Đây, rồi ha. Bộ này thì giá là 2 triệu nha anh em. Bộ này giá 2 triệu ha. Nó bộ này rất là gấu nha anh em.
Bộ này giá thùng cũng khá cao tiền ra. Và đây là cái bộ phân tầng của Bioner ha, bộ phân tầng 3 đường tiếng nha anh em. Bộ này thì gã thùng cũng khá là cao tiền ra nha anh em nha. Đây thì có một con sale nè ha. Con sale này ngày xưa hãng quấn bằng thủ công nha anh em nha. Sale này ngày xưa hãng quấn bằng thủ công ha. Đó. Đây thì còn nguyên miếng gỗ của hãng tải dán nó còn dính luôn nè nha. Và ngày xưa người ta làm rồi là người ta lấy cọng dây người ta buộc luôn nè. Đó, người ta lấy cọng dây buộc người ta chích keo vô nè. Đó ha. Cái này là nguyên zin của hãng làm như vậy nha. Đây. Thì những mặt hàng này thì anh em mình chơi sành rồi thì anh em mình nhìn là biết rồi ha. Còn em nói thêm để cho anh em mình mới chơi, cho anh em mình khỏi mất công, anh em mình hiểu nhầm là hàng nó làm lại hay gì đó ha. Có nhiều anh em mình mới chơi á, thấy những cái hàng mà keo nó hoặc là nó như vậy nè, là anh em mình nói cái những xem là sale tự quấn ha. Nhưng mà không phải nha anh em, cái này là sale zin của hãng ngày xưa người ta làm nha. Đó, và những cái mối chì này là còn nguyên si hết ha. Và những cái miếng này gỡ gỗ ra là còn nguyên luôn nè, chưa có bung lần nào nha anh em nha. Cuộn xeo đồng này rất là to anh em, cầm cực kỳ nặng luôn nha. Đó, cuộn xeo đồng cực kỳ to luôn. Và đây là cái bo mạch kim nói nha anh em nha, bo mạch kim nói ha, có tụ ha, tụ xeo đồ các kiểu nữa nha. Và đây thì em nói sẽ có một cái biến trở này khá là to nè nha. Ở một cái biến trở ha. Và đây là một cái nữa nha anh em nha, cái lớn cái nhỏ nha anh em, cái lớn cái nhỏ ha. Đó, đều là hàng zin xịn hết nha anh em nha, zin xịn hết. Rồi thì có một cái này về là nó có bị rạn một chút xíu nè anh em nha, nó bị rạn một chút xíu nè, em sợ nó dẫn điện không tốt á ha, dẫn tín hiệu không tốt á, cho nên là em có chấm vô đây miếng chì nha. Còn tất cả là nguyên zin hết nha anh em nè, những cái tụ là còn niêm phong ha, tụ và sale là còn niêm phong của hãng hết nha, còn niêm phong nguyên zin keo của hãng hết, chưa tháo lần nào. Thì nó có bị rạn một chút xíu ở đây nè ha. Thì em test nó vẫn hét anh em, nhưng mà em sợ về anh em mình đánh tiếp xúc điện nó dẫn tín hiệu không tốt á, cho nên là em chấm miếng chì ha. Thì hoàn toàn là không ảnh hưởng gì về chất âm nha anh em nha, hoàn toàn không ảnh hưởng gì về chất âm ha. Đó, anh em mình yên tâm nha. Rồi ok, thì em tại em kỹ thì em làm lại cho anh em mình về dùng cho nó ngon thôi ha. Đó, không cái này là không ảnh hưởng gì về chất âm nha anh em. Đó, cái miếng chì em chấm vô nè, đang miếng ha, đang miếng nè. Đó, còn những cái này là còn nguyên si hết nha anh em nha. Đó, bộ này là bộ ba đường tiếng nha anh em, bộ ba đường tiếng. Bộ này thì có là gấu nha, cuộn xem là cho bát nè ha, anh em mình đánh bát và vô tư luôn. Rồi bộ này thì giá là 1.900.000 nha anh em nha, bộ này giá là 1.900.000 ha. Và bên trong này thì em có hai bộ nữa nha anh em. Đó, bên trong này hai bộ giống nhau nha. Đó, hai bộ bên trong này là hai bộ cũng ba đường tiếng luôn nha anh em. Đó, cuộn xeo đây rất là to ha, và con tụ này rất là cao ha. Đó, đây thì những cái con tụ này mua trên thị trường thì sẽ không có đâu anh em nha. Đó, những con tụ này chỉ tháo phân tầng đầu ra mới có thôi ha. Rồi những con tụ này là mua trên thị trường là thua rồi, không có đâu. Đó, rồi đây em có hai bộ nha anh em nha, hai bộ này cũng rất là to nè ha, cực kỳ to luôn nha anh em. Đó, mấy bộ này đều là phân tầng gã thùng ba đường tiếng ra hết nha. Đó, bộ này thì cũng là bốn cái tinh chỉnh cho lớn nhỏ cho trung và chép nha anh em nha. Đó, đây là bốn cái nè ha, bên đây là bốn cái nha, nhưng mà cái này thiết kế khác mấy cái kia nha anh em nha. Trở đây rất là nhiều nè ha. Đó, và tụ này ha, sale nè. Đó, sale, cục sale to cho lô bát nè anh em. Và cục sale này người hãng người ta đổ keo luôn nha anh em nha, cục sale này hãng người ta đổ keo luôn, rất là to. Đây 3.9 mHg. Ok, rồi ha, đây thì em có hai bộ giống nhau nha. Hai bộ này thì giá là 1.800.000 bộ nha anh em. Anh em mình có nhu cầu bộ nào thì liên hệ với em nha. Và clip của em cũng xin được kết thúc tại đây ha. Xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.